Hello, chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đến với kênh của Tân nha. Thì đầu video thì Tân chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Thì hôm nay mình đi bắt chúa tể bầu trời với lại em mình nha cả nhà. Đây em mình đang chuẩn bị đồ để trèo lên nha. Chào cả nhà các Phúc. Hai, chào cả nhà. Rồi. Đây cái cây này đằng này cả nhà. Đó. Nó ở trên đó đó cả nhà thấy không? Nè, có ổ cho bá luôn nè, thấy cả nhà thấy không? Ổ đó. Ổ bự lắm cả nhà ơi. Để em mình chuẩn bị đồ xong rồi lên bắt cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà ơi, giờ em mình đang lên đây cả nhà. Nhà chờ xíu nha, tại cái điện thoại mình không có đưa lên quay được nha. Để dưới mình đặt ở dưới thôi. Đây là cả nhà. Bắt xuống rồi nha, nãy giờ mình không dám lại lấy cái điện thoại để quay nha. Tổ to lắm cả nhà ơi. Mấy cân luôn ấy. Mình đâu có dám lại gần quay đâu. Hồi nãy cái điện thoại mình để dưới chân đó. Để dưới chỗ chuồng gà đó. Đây là cái này. Rồi. Con này giống ông chúa quá Phú. Ông chúa nó bự lắm đúng không? Nhà thấy không? Ổ là khoảng mấy ký Phú? Ổ là khoảng 2 ký. Đâu rồi? Ít vậy? Ừ, khoảng 2 ký này có mấy. Phú là ổ này có 2 cân rồi cả nhà. Nhộng quá trời nhộng luôn nè. Chúa tể bầu trời.
Bỏ nguyên ổ vô bao sao đi luôn hả Diệp Phúc? Bỏ nguyên vô ổ vô bao luôn hay sao? Bỏ đâu? Giờ tẻ hả? Đây mình sẽ quay cận cảnh công đoạn phú tỉa của ông cả nhà. Bài cái hầm hả? Không có quạt mà không hầm sao được. Ổ nó được mấy tầng ta? 1 tầng, 2 tầng, nhiều quá. Nó ở từ 6 tầng trở lên. 6 tầng. Còn con nào nó bay được trong đó không Phú? Còn. Trời. Thiệt không Phú? Thiệt. Bình thường đi có gì đâu. Bây giờ dí cả nhà ơi. Tao xịt thêm đi Phú. Hả? Chết ông hả? Xịt chết nhộng. Cận cảnh cứu ra của ông rồi cả nhà. Ông anh đu tay cho Phú ơi. Đây, một về. Hả? Ổ bị lật tàn. Vì gió nó lật phải không? Ừ, nó yếu quá. Đi vô nè mấy con bên kia chơi đi. Đi vô nhà. Đi vô nhà đi. Ông lỗ mới giữ đúng không? Ừ, ông lỗ dữ lắm. Một con già về không dám mọc mở đồ đó. Ông này ông lỗ, ông này với ông lỗ là như cái máy khâu luôn á. Nó còn bay cả nhà. Ừ, Phú ơi. Gì Phú? Rớt con không mày Phú ơi. Rớt con bự lắm Phú, lụm vô. Rớt đang con nữa nè, bể luôn hay gì rồi. Chết rồi, nó chết rồi. Lại cắt họng nhé nè. Chúa tể bầu trời này nha cả nhà. Cái này là chúa, chúa tể chúa nè. Thôi ông Phú chỉ ông chúa Phú. Chúa không? Chắc là này thấy chúa nè. Chúa tể bầu trời. Có tông vô mình chứ bạn. Đó hai thằng đó đó. Rồi. Dính. Đó còn thằng nữa đó.
Ông mà Phú lấy tay đập cả nhà. Đó. Nhiều lắm. Đâu đâu đâu, Phú cầm mẫu ông đưa cái tàn qua đây Phú. Xấu lắm. Đã không? Mẫu này nhìn cái mặt gì ngon này mà sao nhìn cái tàn nó kỳ quá ha. Nó được nghe mấy bạn bị hổ nổ lần. Đây cận cảnh đâu ông Phú mới bắt xong này nha cả nhà. Giờ đang tỉa con nha. Nó nặng quá hả Phú, một giờ nó nặng quá ha. Ở này mới ngon hả? Giờ thấy nó bò nhúc 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 nhúc. Không đẻ luôn mà hình như có trứng non đó Phú ở giữa nè. Đây Phú em mình đang chuẩn bị lên đồ rồi cả nhà. Nói nhỏ chứ không được nói to nha, nhà thông cảm nha.
rộng đó nè cả nhà, to ghê không. Rớt nước nữa vậy Phú hả? Rớt nước hay vậy? Để cái bồng xuống hạ bồng xuống á, sao mà thấy tới nước giật lại liền, nó giãn không kẽm á. Ai nhà cũng rớt nước thọc tới nước luôn, bể chết mấy con Phú. Đây cả nhà ơi, ổ ong đem ở tới ngoài rồi nha. Mình không có dám lại gần quay vậy cả nhà, tại không có đồ, với lại bắt cũng nói chuyện không dám nói lớn á. Nhà thấy không, rộng quá trời. Nước không Phú ơi, gãy luôn hay gì rồi, đã không cả nhà. Cái ổ này nó xây kiểu như sao luôn, ổ nó bị lập tàn. Ủa ông xấu quá cả nhà ơi, quá xấu cả nhà, ổ bự quá mà xấu quá. Bây giờ để Phú xử lý sơ nó cái mình về luôn cả nhà. Rồi, clip mình dừng ở đây nha, cảm ơn cả nhà đã xem video của mình với Phú nha. Quá trời dày ghê, chào cả nhà.